Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách vẽ một loài khủng long rất đặc biệt. Chắc hẳn các bạn còn nhớ trong Jurassic World có một loài khủng long không quá to lớn nhưng vô cùng thông minh và luôn đi săn theo bầy chứ. Những con khủng long này đã giúp anh hùng T-Rex của chúng ta đánh bại quái vật nhân tạo Indominus Rex. Đó chính là Velociraptor. Thật ra trong phim đã cường điệu hóa quá mức Velociraptor và cũng thay đổi đáng kể ngoại hình của chúng. Phim đã xây dựng nên những con Velociraptor lớn ngang ngửa với một con bê, cao ngang tầm đầu người với hàm răng và móng vuốt sắc nhọn. Không những thế, chúng còn có trí thông minh, hoạt động theo nhóm và phối hợp rất ăn ý. Rõ ràng đây là một con quái vật thật sự. Nếu đặt lên bàn cân với T-Rex, nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả T-Rex. Ngoài đời thực thì sao? Velociraptor nhỏ cỡ một con gà Tây, nặng 15 kg, có lông vũ và trông kém phần hoành tá tràng hơn rất nhiều so với bản trong phim. Phải nói thật, mình vẫn dành tình cảm đặc biệt cho những chú Velociraptor trong phim. Do đó khi vẽ mình vẫn chọn hình tượng đó, chỉ có điều mình thêm vào chút ít lông vũ cho chúng không khác quá xa thực tế. Giờ các bạn nghe thông tin trên Wikipedia nhé. Velociraptor nghĩa là chim săn mồi tốc độ, là một chi khủng long theropoda thuộc họ Dromaeosauridae từng tồn tại vào cuối kỷ Creta khoảng 83 đến 70 triệu năm trước. Hiện có hai loài được công nhận, một loài khác từng được phân vào chi này. Loài điển hình là V. mongoliensis, các hóa thạch của loài này được phát hiện ở Mông Cổ. Loài còn lại V. osmonskae, định danh năm 2008 từ Nội Mông, Trung Quốc. Velociraptor có chung nhiều đặc điểm giải phẫu với Dromaeosauridae như Deinonychus và Archaeobater, dù có kích thước nhỏ hơn. Nó là loài động vật ăn thịt có lông vũ đi bằng hai chân với một cái đuôi dài, khỏe và vuốt rộng trên mỗi chi. Velociraptor được phân biệt với các chi Dromaeosauridae khác bởi hộp sọ dài, có một điểm cong lên ở mõm. Velociraptor là một trong các chi khủng long quen thuộc nhất với đại chúng vì vai trò của nó trong loạt công viên kỳ Jura. Velociraptor trong bộ phim này có nhiều đặc điểm sai lệch thực tế, như lớn hơn nhiều so với loài có thực và lại không có lông vũ. Có lẽ Velociraptor trong phim lấy loài Deinonychus làm mẫu. Velociraptor là một chi được nghiên cứu kỹ, với hơn một tá mẫu vật hóa thạch được mô tả, nhiều nhất trong họ Dromaeosauridae. Một mẫu vật nổi tiếng bảo quản Velociraptor khi đang đánh nhau với Protoceratops. Velociraptor là một chi Dromaeosauridae kích thước trung bình, với con trưởng thành dài 2,07m, 0,5m ngang hông và nặng chừng 15 kg. Hộp sọ dài 25 cm có một kiểu cong lên đặc biệt,